Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video, ngày hôm nay đây em sẽ giới thiệu và sẽ bán cho anh em những bộ mic đến từ thương hiệu BBS Pro Show. Dòng cao cấp thuộc phân khúc cao cấp nhá, cho anh em là làm sự kiện, dạp cưới, kẹo kéo và đặc biệt là gia đình thì anh em có thể là sự lựa chọn tốt cho anh em. Với tầm giá cực kỳ là yêu thương cho anh em ngày hôm nay nhá. Em vừa về được một lô này và sẽ lên video giới thiệu và sẽ bán ngay cho anh em, giá cực kỳ là tốt cho anh em ngày hôm nay. Thì anh em theo dõi video, cho Thế Anh Audio xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio và đồng hành cùng Thế Anh Audio trong các video tiếp theo. Khi bên em lên video, anh em nhận ngay được thông báo nhé. Đây và trước mặt anh em đây, những bộ mic BBS đầu thu nhỏ. Đầu thu nhỏ anh em đều biết rồi, đầu thu nhỏ của BBS là thuộc phân khúc cao cấp nhất của BBS. Để anh em làm sự kiện, dạp cưới, kẹo kéo hoặc là hát gia đình thì thật sự anh em là sự lựa chọn rất là tốt cho anh em nhé. Và hôm nay mã em giới thiệu cho anh em là mã GS110. Em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể dòng đầu thu nhỏ này. Anh em theo dõi video rồi, theo dõi kênh Thế Anh Audio thì biết bên em bán rất là nhiều rồi, các mã rất là nhiều. Và ngày hôm nay giới thiệu cho anh em một mã này, nó cũng không có gì là khác biệt mấy. Cơ bản thì thiết kế mạch tất cả giống nhau, tiếng giống nhau. Và em sẽ quay cụ thể cho anh em lô mic này về, cực kỳ là đẹp. Và sẽ giới thiệu, sau đó test cho anh em một đoạn karaoke để anh em cảm nhận chất âm con này. Anh em nào chưa va chạm vào mic BBS đầu nhỏ thì đây, em sẽ test chi tiết cho anh em và có cả test một đoạn karaoke nhá. Để anh em theo dõi xem con này cực kỳ tiếng cực kỳ hay nhá. Giải bass xuống sâu rất là sâu và giải chép lên nó không bị zip. Đấy, nó không bị thế bị xé tiếng. Ok ạ. Đấy, dòng này rất là hay cho anh em nhá và tiếng lên cao nó không bị vỡ. Đây em sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Đây. Về thiết kế, đây là những bộ mic BBS có mã là GS110, hàng rất là đẹp cho anh em này. Đấy, hàng rất là đẹp. Thiết kế rất là nhỏ gọn, về chiều ngang mic thì khoảng 20. Đấy, chiều sâu cũng khoảng gần 20 thôi. Đấy, dòng này anh em mà làm sự kiện thì kết hợp rất nhiều mic, anh em vào trong tủ mic ở một đôi mic này thì bằng hai chiếc này thì bằng một bộ mic kia. Đấy, rất là tiện dụng cho anh em mang đi nhá. Và đặc biệt sóng con này bao cho anh em sóng con này từ 70 đến 100 mét. Cam kết cho anh em sóng xa và dùng ổn định cho anh em từ 70 đến 100 mét nhá. Đấy, và em sẽ giới thiệu cho anh em. Đây mã mic này và công tắc bật tắt này. Đấy, bật tắt đèn giới thiệu anh em, bật tắt này. Tắt đi này. Đấy, bật lên. Rất tiện dụng cho anh em nhá. BBS Pro Show. Bên này sẽ hiển thị, màn hình sẽ hiển thị kênh A và kênh B, nó sẽ có tần số kênh A và kênh B này. Có đầy đủ các thông số chỉnh, là khi anh em bật tay mic lên nó sẽ hiển thị cột sóng và cột tiếng, khi anh em alo nó sẽ nháy cột tiếng. Đấy, rất tiện cho anh em nhé, thì em sẽ test trực tiếp cho anh em. Và đây các nút điều chỉnh, anh em có thể chỉnh ở đây. Đầu tiên là nút khóa bàn phím, anh em giữ 3 giây nó sẽ khóa bàn phím. Đấy, khóa, anh em muốn mở khóa thì mở 3 giây, ấn 3 giây, ok, nó hiện unlock, ok chưa. Tiếp theo là anh em thấy đây là một hai nút cộng trừ. Cái nút này thì thường là bên em sẽ khóa bàn phím, anh em không điều chỉnh các cái phím tiếp theo nữa. Nút cộng trừ này, tác dụng của nó là sẽ chỉnh các cái tần số này nhanh. Ví dụ em trừ đây này. Đấy, anh em thấy các kênh nó sẽ, ví dụ kênh 008 này, 007 này. Đấy, nó sẽ nhảy các tần số này nhanh để anh em set làm sao cho nó trùng với tay mic nhanh nhất có thể. Đấy, cộng thì sẽ cộng lên. Đấy, ok chưa. Còn bên này, đây là điều chỉnh kênh nét là kênh A, right là kênh B. Đấy, anh em có thể điều chỉnh tần số bằng tay, bằng cách là sẽ ấn nút set này giữ 3 giây này, anh lấy set pro, ấn lên. Đấy, hoặc là xuống. Làm sao cho nó tần số trên tay mic bằng tần số trên đầu thu. Nào ok, ấn nút set. Đấy, nó sẽ khóa tần số lại. Và anh em có thể chỉnh tự động bằng cách là giữ 3 giây, sau đó ấn một lần nữa, ấn thêm một lần nữa, thấy chữ scan. Anh em ấn nút mũi tên lên hoặc mũi tên xuống, nó sẽ chạy tần số tự động. Anh em dí tay mic vào đây, nó sẽ ăn tần số trên đầu thu và tay mic, rất tiện dụng cho anh em nhé. Và kênh B cũng là tương tự. Và sau khi anh em điều chỉnh xong rồi, anh em muốn tăng giảm volume thì đây, anh em ấn mũi tên lên là sẽ tăng volume, ấn mũi tên lên sẽ tăng volume và xuống sẽ là giảm volume. Đấy, ok chưa, bên này cũng vậy. Đấy, và sau tất cả đã điều chỉnh xong thì anh em khóa vào bằng cách giữ 3 giây, khóa bàn phím. Sau khi anh em khóa bàn phím thì tất cả các phím chức năng này nó sẽ không hoạt động được nữa. Đấy, ok chưa. Đấy, bảo đảm cho anh em, bên em sẽ set cho anh em đầy đủ, set đầy đủ tiện dụng, anh em về nhà chỉ việc kết nối và sử dụng thôi. Đấy, rất tiện cho anh em nhé. Và đây, đằng sau mic, đây là anten nhé, anten rời,
sóng của BVS rất là xa. Đấy, em sẽ giới thiệu đằng sau trước. Đằng sau thì anh em có thể thấy đây là một rắc 6 ly. Anh em mua về hát gia đình hoặc là dạp cưới nhỏ thì anh em cắm trực tiếp vào 6 ly này. Nó sẽ ra tiếng kênh A và kênh B. Đấy. Hoặc anh em mua làm sự kiện có ca lông thì anh em có thể kết nối kênh A và kênh B riêng biệt. Đấy, ok chưa ạ? Rất tiện dụng cho anh em dòng BVS để anh em làm sự kiện. Đấy, bao cho anh em tiếng và sóng con này rất là hay nhá. Đấy, sóng đây, anh em thấy hai hộp sóng nhá. Rất là to để đảm bảo cho sóng con này xa và ổn định. Nhiều anh em có thắc mắc là mic, nhiều loại mic 4 dâu và mic 2 dâu nhá. Cái này không quan trọng, em khẳng định em là không quan trọng. Quan trọng nhất là 2 dâu nó còn, đôi khi là 2 dâu nó còn bắt sóng xa hơn 4 dâu rất là nhiều. Quan trọng nhất nó là dòng mic nào. Đấy, thuộc phân khúc sự kiện hay gia đình. Và mic nó sản xuất là thương hiệu nào. Đấy mới là quan trọng, chứ không phải là mic 4 dâu là bắt xa. Đấy là sai lầm của anh em mua hàng nhá. Và đây, mạch mic tất cả. Đấy, hàng em bao đẹp bao zin bảo hành cho anh em 6 tháng. Anh em yên tâm sử dụng, ok chưa? Bao đẹp bao zin bảo hành 6 tháng. Đấy, ok chưa? Mạch tím. Mạch tím là mạch ổn định nhất của BVS nhá. Mạch 6 số tự ngắt ổn định nhất của BVS. Đấy, anh em thấy mạch BVS thì nó chung rồi. Anh em nhìn qua là biết rồi. Nó là đặc trưng của BVS, giống như đẩy B3 nó đặc trưng rồi. Rất là nhiều linh kiện, xử lý tiếng rất là hay nhá. Đấy, và đây em sẽ quay cho anh em tay. Tay của lô mic này. Đấy, tay anh em thấy không? Em sẽ quay trực tiếp này. Rất là đẹp nữa, tay này. Rất là đẹp. Đấy, BVS. Anh em thấy tem này, tem BVS nhá. Đây, dọ. Dọ rất là đẹp cho anh em nhá. Đấy, ok chưa ạ? Đấy, con này sử dụng côn này. Cái quan trọng nhất của dòng dòng đầu thu nhỏ này là nó phải sử dụng côn này. Đấy, côn vải trắng này cho ra tiếng giải bát của nó rất là sâu. Đấy, giải bát rất là sâu và chép của nó rất là hay. Nói chung là nó sẽ đều ba giải bát trung chép. Đấy. Đấy, rất là đẹp cho anh em nhé. Hàng rất là đẹp. Em sẽ mua hàng, em sẽ tặng cho anh em chống lăn thân mic và chống lăn đuôi mic đầy đủ cho anh em như thế này. Một bộ em sẽ bao ship cho anh em, nhận hàng kiểm tra thanh toán, ok chưa ạ? Đấy, và đây, sau đây em sẽ test cho anh em chất âm của con này để anh em cảm nhận được con này. Thật sự mấy anh em là tiếng con này thì không phải chê luôn, khẳng định mấy em luôn. Hàng BVS thì anh em đều biết rồi. Anh em mua hàng mic bãi thì thương hiệu BVS nó là một thương hiệu gọi là nó là nổi tiếng nhất trong tầm giá rồi. Để em sẽ test cho anh em nhá. 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7. Nên 7 nên rất là hay cho anh em. Giải bát của con này chậm rất là hay nhá. Mùa xuân vừa đến, hoa về chứa những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong gần mắt em, đang nhìn về anh. Lên 6 7 8 9 10. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ trông. Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Giữa hoang tàn nắng quên, lời cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Nên 6 7 8 9 10 10 nên lên. Thật sự anh em, giếng BVS dòng đầu thu nhỏ này rất là hay nhá. Anh em mua hàng thì mua làm sự kiện, dạp cưới, kẹo kéo, đặc biệt gia đình. Em bao cho anh em xứng đáng đồng tiền anh em bỏ ra. Và ngày hôm nay em sẽ xả cho anh em những bộ mic đến từ thương hiệu BVS Pro Show. Có mã số là GS110, dòng thuộc dòng cao cấp của BVS nhá. Thì ngày nay bên em sẽ xả cho anh em những bộ này. Ngoài thị trường, những cái bộ đầu thu nhỏ này anh em có thể tìm trên mạng bán từ 2,5 triệu đến 2,7 triệu tùy từng đơn vị. Nhưng ngày hôm nay đến với The Audio ngày hôm nay, em sẽ tiếp tục xả những bộ mic BVS đầu thu nhỏ chỉ 2,3 triệu. Em bao ship tặng cho em dây rắc, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán, ok chưa ạ? 2,3 triệu em bao ship tặng em dây rắc, anh em mua hàng nhắn tin
chốt bích đầu tư nhỏ hoặc là chốt bích GS110 đến số điện thoại em đây. Chốt bích GS110 2.300.000, giá quá rẻ cho anh em ngày hôm nay rồi ạ. Anh em xem video ủng hộ Thế Anh Audio nhé. Xin một like, một đăng ký kênh, nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio ạ. Và ngày hôm nay 2.300.000 anh em sở hữu một dòng mic đến từ thương hiệu BBS, hàng chính hãng, cam kết cho anh em nhé. Hàng chính hãng, bảo hành cho anh em 6 tháng. Ok ạ. Giá rất tốt cho anh em ngày hôm nay. Đấy, thì anh em mua hàng thì nhắn tin trực tiếp số điện thoại em đây ạ. Đấy, chốt mic GS110. Giá 2.300.000, cực kỳ là yêu thương cho anh em ngày hôm nay rồi ạ. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Xin chào anh em.